Còn tại huyện Hàm Yên, để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cam sành theo tiêu chuẩn hữu cơ, thì từ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn liền với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Và qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đã có phần nâng cao được nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ý thức được vai trò quan trọng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ông Hoàng Đức Hùng ở thôn 2 Thuốc Thượng, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt các quy định theo yêu cầu của đề tài. Qua đó đã giải quyết những vấn đề còn tồn tại về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường. Gia đình ông có hơn 1.000 cây cam được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Vụ cam năm ngoái, ông thu được 30 tấn, trị giá trên 750 triệu đồng. Năm nay cam sai quả, dự kiến sẽ thu nhập cao hơn nữa. Trong cái quá trình sản xuất cam hữu cơ, nó có những cái ưu điểm là thứ nhất là nó đảm bảo cho sức khỏe chính mình sản xuất. Cái thứ hai nữa thì nó mang lại cái sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng. Trong cái sản xuất hữu cơ ấy, thì cái sản lượng nó có thể thấp hơn với sản xuất so sánh với sản xuất thông thường, thế nhưng mà mang lại cái giá trị cao hơn so với thông thường sẽ gấp 3 lần. Thời gian qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện Hàm Yên tổ chức các hội thảo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền người trồng cam thực hiện các biện pháp sản xuất cam theo tiêu chuẩn hữu cơ. Từ thực tế sản xuất, không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Và những mô hình cam được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ như thế này đã khẳng định rõ nét hiệu quả kinh tế và giá trị sản phẩm cũng như nâng cao thu nhập cho người trồng. Thì chúng tôi thấy là so với những năm trước thì năm nay là cây cam do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu, cho nên là năng suất cam thì nó vẫn duy trì được như vậy, nó có chút giảm đáng kể. Cây cam sinh trưởng phát triển tốt và quả cam thì đảm bảo đúng như cái yêu cầu của cái cây cam hữu cơ. Đấy là quả tương đối sai, mẫu mã thì nó cũng đẹp. Đến thời điểm này, cây cam phát triển như thế này thì chắc là sẽ hứa hẹn một cái vụ mùa cũng sẽ bội thu cho bà con nông dân trồng cam hữu cơ. Sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như người sản xuất đang được các hộ trồng cam ở huyện Hàm Yên quan tâm áp dụng. Việc làm này không những nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là giải pháp quan trọng để giữ vững thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành của địa phương khi mà vụ thu hoạch đang đến gần.